Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đến với channel của mình là Kiro đây. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ về top 5 điều những điều thay đổi ở trong sinh tồn hư không. Và các bạn hãy cùng mình khám phá xem là những cái điều này nó thú vị như thế nào nha mọi người. Mỗi ngày mình sẽ ra một tập về sự thay đổi cái sinh tồn hư không lần này. Và ok, let's go, chúng ta sẽ đến với điều đầu tiên thôi. Các bạn đừng quên cho mình một like nha. Đầu tiên là khi chúng ta sử dụng điểm sao hồi sinh ấy, thì bây giờ sẽ không có được hồi thể lực nữa nha mọi người. Chỉ có thể được hồi máu thôi. Riêng thể lực thì sẽ không được hồi lại như cái phiên bản trước nữa. Và tiếp đến là sự thay đổi thứ hai, đó chính là mỗi lần hồi sinh thì điểm kinh nghiệm sẽ mất nhiều hơn. Thay vì là cứ mất một điểm kinh nghiệm sao như trước thì bây giờ sẽ là nhân 2. Mình cũng chưa tìm hiểu thêm, nếu như mà mình hy sinh lần thứ ba thì liệu nó có nhân tiếp không. Giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là với cái cách như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có cực kỳ nhiều điểm kinh nghiệm để có thể bảo đảm số lần hồi sinh nhé mọi người. Và nếu như mà các bạn chấp nhận hồi sinh mất đồ thì cái số lần nhân đôi điểm kinh nghiệm đó nó sẽ được reset lại. Và đến với sự thay đổi thứ ba, khi mà các bạn hồi sinh và rơi đồ thì nó sẽ hiện ra thành một cái cục như thế này. Và chúng ta sẽ click vào để lượm đồ nhé mọi người. Thay vì như trước là nó sẽ văng tùm lum thì bây giờ nó sẽ gọn lại vào một khối và chúng ta sẽ dễ dàng nhặt lại hơn. Tiếp đến là sự thay đổi về nấu ăn bằng cái nồi đá này. Các bạn thấy rằng là bây giờ là cái phong cách nó rất là khác đúng không? Chúng ta sẽ nấu 4 tô mì một lượt chứ không phải như hồi xưa là các bạn có thể chọn khoảng tầm 30-40 tô. Bây giờ thì khác rồi, chúng ta sẽ phải ngồi đợi và cái chuyển động của cái nồi đá nó cũng rất là hay. Khi mà nó sôi thì nó rung rinh mọi người ạ. Và có cả âm thanh rất là sống động luôn. Tiếp đến là sự thay đổi về cái bàn chế tạo. Bây giờ thì nó được thiết kế khác rồi mọi người ạ. Các bạn thấy rằng là nó sẽ có những cái mục để các bạn chọn đấy mọi người. Ở cái phiên bản này thì cây ngô cũng được chỉnh sửa lại cho đẹp hơn. Thay vì là nó là một cái màu tím tối thì bây giờ nó là một cái màu nhìn nó sáng hơn. Và nhìn nó tươi tắn hơn. Các bạn thấy rằng là cây ngô bây giờ nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Thay vì là cái phiên bản trước trông nó cứ phèn phèn kiểu gì đấy. Bây giờ thì các bạn có thể cưỡi được cả nai hư không nữa mọi người ạ. Và khi mà các bạn cho con nai này ăn một cái vật phẩm bí mật thì các bạn sẽ có một cái yên cưỡi ở trên lưng con nai này. Và chúng ta có thể cưỡi nó nha. Và tất nhiên là nó nhảy khá là cao. Tại vì nó là hư nai mà. Bọn này thì nhảy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, có thể nhảy 2 lần mọi người ạ. Nhấp một lần này. Nhấp thêm một lần nữa này. Đấy, ui trời ơi, quá là đỉnh luôn, xịn chưa? Vui rồi, bây giờ con này là không phải chỉ để dùng làm thịt nữa rồi mà còn có tác dụng là để cưỡi nữa mọi người ạ. Thế đến là một điều khá là thú vị. Bây giờ mấy cái quả hư không này nó khác nào mấy quả bom đâu mọi người. Bom nguyên tử đúng hơn đấy. Đây, mình sẽ cho các bạn coi quả này nó nổ ha. Này. Ui rồi, nó nổ, nó còn hút vào mọi người ạ. Mình cũng không biết là nó hút đi đâu. Ui, nó hút cả mình vào luôn này ạ. Ui là trời. Uầy, còn cái quả này thì nó nổ bé hơn. Quả này hư không mini thôi. Nhưng mà quả này bự này. Mấy cái quả này các bạn có thể lượm được khi mà về đêm hư không nhé mọi người. Đến với điểm thú vị tiếp theo là các bạn có thể thuần hóa được mấy cái bạn sinh vật hư không nhé mọi người. Mình sẽ ví dụ như là cái bạn này bạn cáo hư không à, chẳng biết nữa. Nhưng mà vẫn có thể thuần hóa bằng trứng như thường nhé. Nhìn chung thì sinh vật không hư không hay là có hư không thì vẫn đều thuần hóa bình thường. Mà mình thấy rằng là cái con hư không thì tất nhiên là khi mà thuần hóa thì nó sẽ khỏe hơn cái con bình thường rồi. Chúng ta sẽ đến với một cái mà cũng khá là hay, đó chính là bây giờ cái quả Zubulu ấy, mình chẳng nhớ là có phải quả đấy hay là quả cá to nữa. Nhưng mà nó có thể tạo được cái biểu cảm xúc mọi người ạ. Ví dụ như là đây là cái mặt, mình không biết nó cái mặt này chắc là mặt chơi đớ rồi. Mặt này thì có vẻ hơi râm râm nhờ. Còn cái mặt này sao mặt toàn mặt biến thái này. Không sao, ok, thì dùng như thế nào, đó chính là các bạn sẽ đội lên đầu ha. Nó cũng không khác gì cái game MC đội quả bí ngô đấy. Đấy thì cũng y chang luôn. Ôi, à quên, con này con mình thần hóa mà. Đấy, ok, thì hình như là bắn mình ta. À không, nó vẫn bắn mọi người ạ. Đội quả này vào chỉ cho vui thôi. Nhìn chung thì quái vẫn bắn bình thường, mình chẳng biết nữa, chẳng hiểu sao. Đây mình sẽ đội quả đầu óc nó gọi là gì, nhìn nó hơi biến thái một tí. Úi giời ơi, thấy hơi bị buồn cười luôn mọi người ạ.